Cảm ơn quý khán giả vẫn tiếp tục theo dõi phần tin tức của Việt Face Today trong ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, và bây giờ thì chúng tôi mời quý vị cùng bước vào trong phần tường trình đặc biệt liên quan đến cuộc đại hội Đảng Cộng Hòa đã diễn ra tối ngày hôm qua. Thưa quý vị, và đầu dây phía bên kia thì chúng tôi đang có ông Tyler Diệp tại Sacramento. Trước hết thì xin gửi lời chào đến cùng Tyler Diệp. Xin kính chào anh Dũng và xin kính chào quý khán giả. Dạ vâng. Vâng thưa quý vị, chúng tôi xin mời quý vị cùng bước vào ngay với buổi tường trình trong ngày hôm nay. Chúng ta cũng biết rằng trong bối cảnh mà hiện nay những cái con số ủng hộ Tổng thống Donald Trump so sánh với cựu Phó Tổng thống Joe Biden của phía Dân Chủ, thì hiện nay những cái con số này đang ở mức thấp hơn và đang bị phía Dân Chủ dẫn đầu. Bên cạnh đó chúng ta cũng thấy rằng Hoa Kỳ đang phải đối phó với tình hình COVID-19 một cách rất là khó khăn trong những ngày vừa qua. Bên cạnh đó nhiều sự kiện khác nữa. Và trong thời gian vừa qua thì con số thất nghiệp đã gia tăng và tất cả những điều này đều đổ dồn lên phía Cộng Hòa, đặc biệt lên Tòa Bạch Ốc cũng như là đôi vai của Tổng thống Donald Trump. Trong bối cảnh đó thì chúng ta đã thấy Đảng Cộng Hòa vào tối ngày hôm qua tại Charlotte đã diễn ra một buổi đại hội. Mà theo như nhận định của một số người thì buổi đại hội cũng đã mang lại một số các cái ấn tượng to lớn. Chúng ta cũng nên nhớ một điều rằng đại hội Đảng Cộng Hòa đã diễn ra một tuần sau đại hội của Đảng Dân Chủ. Chính xác là chỉ có 3-4 ngày thôi. Và điều này để có thể có đủ điều kiện để Đảng Cộng Hòa có thể thay đổi những cái kế hoạch của mình đối với các diễn giả lên thuyết trình để có thể đưa ra những cái lý luận của phía mình chống đỡ là những sự đả kích châm chích từ phía Dân Chủ trong những ngày qua. Đó cũng là một cái điều lợi. Và trong chương trình tối ngày hôm qua, cái chương trình khai mạc đó, thì người ta cũng thấy được là phía Cộng Hòa đã tập trung vào một số các cái chủ đề mà chúng tôi lần lượt sẽ cùng phân tích sau đây với Tyler Diệp. Mời quý vị cùng bắt đầu theo dõi. Tuy nhiên một cái điều mà chúng ta thấy đó, Tổng thống Donald Trump đã có mặt ở tại Charlotte sớm trong ngày. Và sau đó thì ông cùng với Phó Tổng thống Mike Pence đã chấp nhận lời đề cử từ phía Đảng Cộng Hòa. Và đây cũng là một cái sự kiện lạ và đặc biệt là vì nó trái với những cái thể thức thông thường. Những cái phần diễn giải tối ngày hôm qua bởi các đại biểu hoặc là các diễn giả được mời đó, thì cũng là một cái điểm nhấn quan trọng mà chúng ta sẽ lần lượt theo dõi trong phần tường trình ngay bây giờ. Thưa Tyler Diệp. Cá nhân của tôi đó rất là thích thú với cái nội dung trong chương trình của Đảng Cộng Hòa tối hôm qua, tại vì nó cho tôi thấy được rằng là cái một cái khái niệm về cái chiến lược mà Đảng Cộng Hòa sẽ đưa ra trong những tháng tới đây nhằm đem lại cái sự thắng lợi cho Tổng thống Donald Trump. Chúng ta không nói đây là những chuyện đúng hay sai, nhưng mà về khía cạnh chiến lược thì thật sự là tôi rất lấy làm thích thú, tại vì những cái dẫn chứng, những nhân vật họ đưa ra đều tập trung vào những cái điểm mạnh của Tổng thống Donald Trump, thì cái đó là chuyện dĩ nhiên rồi. Và chúng tôi đang coi như là hâm hở chờ anh Dũng hỏi tới đâu để chúng tôi trả lời tới đó về những cái gì mà chúng tôi cho rằng là cái sức mạnh của cái nội dung trong đêm hôm qua, bao gồm một số các diễn giả trong Đảng Cộng Hòa, cũng như là một số các đoạn video và từng nội dung mà họ đưa ra để mà công kích lại bên ông Joe Biden và bên Đảng Dân Chủ. Dạ vâng. Chắc có lẽ là đầu tiên chúng ta sẽ đề cập đến cái bài diễn văn của Chủ tịch Đảng Cộng Hòa, phải không ạ? Tối ngày hôm qua thì bà cũng đã có cái phần mà nói một bà cũng được dành một số phút quan trọng ở trong cái bài diễn văn của mình để nói về Tổng thống Donald Trump, là vì chúng ta cũng thấy rõ ràng rằng đó, trong tối ngày hôm qua đó, phần lớn những bài diễn văn đều tập trung và xoay quanh Tổng thống Donald Trump. Cho dù là chính ông nói hoặc là những người khác đều nói, thì đây là một cái điều cũng là rất là đặc biệt. Trong đó có những bài diễn văn mà theo tôi thấy thì nó rất là nảy lửa. Và một lát nữa chúng ta cũng sẽ đề cập đến những cái bài diễn văn này. Nhưng mà trước hết thì xin nói về nhân vật đầu tiên ở trong cái buổi này, mà đây cũng là một cái điểm làm cho người ta thấy nó có vẻ khác với Đại hội Đảng Dân Chủ. Đó là cái phần mở đầu cầu nguyện của một tổng giám mục ở tại New York, đó là tổng giám mục Timothy Dolan. Và qua cái lời cầu nguyện này đó thì nó đã mở đầu cho mọi người cảm thấy một cái cảm giác rất là an toàn, và nó mang một cái điều gì đó thiêng liêng cho cái chương trình đại hội của Đảng Cộng Hòa trong tối ngày hôm qua. Thế thì ông nhận định vấn đề này như thế nào, là vì nó có lẽ là nó rất là lạ và rất là đặc biệt.
Thưa anh, nó khác với bên Đảng Dân Chủ là như vậy nè. Tại vì chúng tôi còn nhớ rằng là bên Đại hội Đảng Dân Chủ đó, chỉ có cái phần, nếu mà chúng tôi nhớ không lầm, chỉ có cái đêm cuối cùng sau khi mà ông Biden phát biểu rồi, thì mới có một số các lãnh đạo tôn giáo đứng ra, đưa ra những cái lời cầu nguyện. Thì tới lúc đó, thì các đài truyền hình họ cũng đã chuyển cái sự chú ý của họ qua những tiết mục khác rồi. Cái phần gọi là cầu nguyện còn lại nó chỉ là một cái phần phụ, cũng không ai để ý. Tuy nhiên, bên Đảng Cộng Hòa trong đêm hôm qua, họ lại đưa ra một nhân vật như là Đức Giám Mục Timothy Nolan của Giáo phận Công giáo tại tiểu bang New York. Thưa quý vị, Giáo phận Công giáo tiểu bang New York, cũng giống như là Giáo phận Công giáo tại cái khu vực Los Angeles, là một trong hai Giáo phận Công giáo lớn nhất ở tại Mỹ, và được cho rằng là cái người đứng đầu các Đức Giám Mục Công giáo ở tại Hoa Kỳ. Có một tiếng nói rất ảnh hưởng rất là lớn, chứ không phải là chỉ một giáo phận thường như là tại giáo phận Orange hay là giáo phận ở bên Houston vân vân. Thì chúng tôi thấy đây cũng là một cách để cho bên Đảng Cộng Hòa củng cố lại cái sự ủng hộ và nhắc nhở khối cử tri tương đối là có khuynh hướng bảo thủ hơn về vấn đề xã hội, rằng là Đảng Cộng Hòa chính là cái đảng của họ. Đừng nói chi những cộng đồng khác, chỉ lấy ở trong cộng đồng Việt Nam chúng ta thôi, chúng ta thấy rằng là các thành phần cao niên ở bên Phật giáo hay là ở bên Công giáo đó, thì đã có những khuynh hướng bảo thủ rồi, và những thành phần này thường xuyên đã có khuynh hướng là muốn ủng hộ cho cái sự tái đắc cử của Tổng thống Donald Trump. Thì cái việc mà Đảng Cộng Hòa đưa ra một nhân vật, một lãnh đạo tinh thần như là Đức Giám Mục Timothy Nolan, nó củng cố cho cái việc đó, và nó tạo ra một cái contrast rất là khác biệt giữa một đảng đề cao cái vấn đề truyền thống gia đình về vấn đề tôn giáo, và một đảng kia chỉ là chỉ không đặt nặng về vấn đề tôn giáo mà đặt nặng về cái tính cách đa dạng của giới trẻ cũng như là các sắc tộc thiểu số ở trong Hoa Kỳ thôi. Đây có lẽ là một cái chiến thuật mà ngay lập tức chúng ta thấy nó có tạo cái sự khác biệt, và mọi người ngay lập tức đã được thu hút vào cái vấn đề này, phải không ạ? Nói một tí cho chúng tôi về liên quan đến cái diễn giả đầu tiên ở trong cái chương trình tối ngày hôm qua, đó là chủ tịch của Ủy ban Cộng hòa toàn quốc, đó là bà Ronna McDaniel. Thưa anh, cái bài diễn văn của bà Ronna McDaniel cũng như là những diễn văn khác của ông, như là ông Jim Jordan, ông Steve Scalise, kể cả một số các nhân vật mà các thính giả không quen thuộc, đối với tôi đó, nó không có cái gì gọi là xuất sắc trong 2.5 tiếng đồng hồ để mà xem. Chúng tôi nghĩ rằng là chỉ có một số các nội dung xuất sắc thôi, thì không biết là phòng máy có quay được hay không, nhưng mà nếu mà không có thì cũng không sao, chúng tôi có thể bàn tới những cái chuyện đó. Những điểm xuất sắc trong đêm qua mà quý khán giả có thể nên để ý đến, rằng là cái sự xuất hiện của Tổng thống Donald Trump ít nhất là 2 lần, không phải là trực tiếp ở tại tiểu bang North Carolina, mà ngay tại tòa Bạch Ốc, khi mà lần đầu tiên ông đã có một cái gọi là, mình cứ tạm dịch cho là một cái hội nghị bàn tròn, trước hết là đối với các nhân viên tuyến đầu của Hoa Kỳ. Tại vì chúng tôi còn nhớ rằng là bên Đảng Dân Chủ đó, họ đã công kích ông Trump về cái mà ông đã phản ứng với dịch COVID-19. Với cái đại dịch COVID-19, thì trong đêm hôm qua ông đã có những cái cuộc hội nghị bàn tròn với các y tá, với các bác sĩ, với các tài xế mà lái xe tải hạng nặng, nói chung là những nhân viên tuyến đầu, để mà cho họ theo một cái quan điểm từ những cái người bình thường đó nha, chứ không phải là những cái lời phát biểu của những chính khách. Đây là những cái quan điểm của những người gọi là phó thường dân đi, họ có những cái lời khen ngợi rằng nhờ ông Trump cho nên rằng họ mới có đầy đủ những cái phương tiện mà để tiếp tục làm việc và đóng góp trong những cái ngành nghề thiết yếu trong những tuần và những tháng đầu tiên trong cái thời kỳ COVID-19. Thì theo tôi đó, cái đó nó tạo một cái ấn tượng tốt hơn là một người như là cái bà Ronna McDaniel nói. Tại vì thưa anh, cái bà chủ tịch Đảng Cộng Hòa chính là do Tổng thống Donald Trump coi như là đưa là ra để nói. Cá nhân ổng là ổng chỉ định cái bà đó, thì dĩ nhiên là bà phải khen ổng rồi, mà bà nói cái đó thì nó cũng tầm thường, không có gì để mà đáng nữa. Thì cái phần tới lúc mà chúng tôi thấy được Tổng thống Trump nói chuyện với những cái người bình thường như vậy, chúng tôi mới bắt đầu có cái ấn tượng
là cái đảng cái chương trình hay là cái nội dung của đêm nay nó bắt đầu trở nên thú vị. Thì cái đó chỉ là một phần mở đầu thôi. Không biết là kế đến cái phần mà Tổng thống Trump xuất hiện lần thứ hai cũng trong cái dạng như vậy trong trong tòa bạch ốc, là ông ngồi với những cựu tù nhân chính trị mà chính quyền của ông Trump đã giúp giải thoát hay là giải cứu từ những quốc gia mà họ đã bị bắt trước đây. Bên ông Trump đã mời vô những nhân vật trước đây đã bị bắt ở tại Iran, Turkey là Thổ Nhĩ Kỳ, bị bắt ở tại Syria, bị bắt ở tại Ấn Độ, vân vân. Những người mà trong 3 năm rưỡi qua mà đã coi như là vì một lý do gì đó chúng ta không có biết rõ, mà họ chỉ nói rằng là họ quá cảnh qua những nước đó, hay là họ đang làm việc, họ đang công tác ở tại những nước đó, mà vì một lý do nào đó họ đã bị những quốc gia này bắt lại và tuyên những cái bản án như là 30 mấy năm, 7 năm, mấy tháng trời, thì họ xuất hiện trong đêm hôm qua để mà cảm ơn cái sự gọi là lãnh đạo của Tổng thống Donald Trump, nhờ cái sự thương thuyết của ông với những cái quốc gia đó mới đem họ về được bình an trở lại nước Mỹ cũng như là với gia đình của họ. Thì đó là một cái điểm đẹp trong hôm qua mà những cái cơ quan truyền thông như là CNN họ không có muốn nhắc đến, thì họ không có gì để mà họ phê bình được cái chuyện đó cả. Chính sách đối ngoại của Tổng thống Donald Trump tới giờ phút này vẫn là một trong cái điểm mạnh của ông, bao gồm vấn đề kinh tế. Tại vì về vấn đề đối ngoại đó thì chắc có là anh Dương cũng thấy khó tìm ra một cái gì để mà phê bình Tổng thống Donald Trump được. Qua hai cái đoạn video clip mà ông vừa đề cập đến đó, thì chúng tôi thấy hai điều. Cái thứ nhất là Tổng thống Donald Trump đã phát huy được cái tính cách của một người chuyên nghiệp làm live show. Là vì chúng ta cũng còn nhớ là ông cũng từng đã làm những cái chương trình live show từ trước tới nay. Và đây là những cái mà vấn đề thực tế mà cho người ta thấy rõ ràng rằng Tổng thống Donald Trump có quan tâm đến vấn đề đại dịch COVID-19. Và lúc nào cũng gắn bó với các nhân viên, các người đã đứng ở tuyến đầu chống lại đại dịch này. Đó không phải là cái điều mà từ trước tới nay chúng ta nghe các cái đài tin tức đưa tin đó, là Tổng thống Donald Trump không quan tâm đến đại dịch, cái cách hành xử đối với giải quyết cái vấn đề đại dịch này không đúng đắn. Đại khái là những cái điều mà người ta chỉ trích ông liên quan đến cái vấn đề giải quyết cái vấn đề đại dịch. Nhưng qua cái đoạn video clip thì nó có thể xoay chuyển một số các cái ý kiến của mọi người qua cái cách ông ứng xử với COVID-19. Cái đoạn video clip thứ hai thì cũng tạo ra cho người ta thấy một cái sự ấm áp của chính phủ khi mà chứng tỏ rằng chính quyền của Tổng thống Donald Trump luôn luôn quan tâm đến những công dân Hoa Kỳ, cho dù họ bị bắt bớ ở bất cứ một quốc gia nào đó ở ngoài Hoa Kỳ, nhưng chính phủ luôn luôn quan tâm, và đặc biệt Tòa Bạch Ốc luôn luôn quan tâm, hay nói một cách khác là Tổng thống Donald Trump luôn luôn quan tâm đến những người đó để giữ cái sự liên kết, và đó là nó tạo một cái sự thành công của một người chuyên làm những cái chương trình talk show. Và điều này rõ ràng nó khớp với cái sự chỉ trích của cựu Tổng thống Obama trong cái Đại hội Đảng Dân Chủ đó. Nói là Tổng thống Donald Trump điều hành đất nước giống như là một người chỉ xem chương trình truyền hình thực tế thôi. Đúng không? Đó cũng là một cái cách để, có lẽ là một cách để phía Cộng hòa trả lời cho những cái nhận định đó. Vâng, và thưa anh, không biết anh nghĩ sao về vấn đề này, nhưng mà theo những cái gì mà tôi ghi nhận được trong chương trình tối hôm qua đó, thì cái chiến lược rõ ràng trong tối hôm qua làm sao để mà splinter hay là làm rạn nứt đi cái khối cử tri người Mỹ da đen mà hiện nay đang ủng hộ cho ông Biden rất là nhiều. Nếu mà anh xem chương trình của tối hôm qua đó, thì một cái điều mà anh có thể thấy được rằng là bao gồm luôn một cái ông dân biểu cấp tiểu bang đảng Dân Chủ tại tiểu bang Georgia đứng lên, xé rào đứng lên để mà ủng hộ Tổng thống Donald Trump. Và cái bài diễn văn của những người như là bà Nikki Haley, đại sứ Hoa Kỳ tại Liên Hợp Quốc, cũng như là cái bài diễn văn của ông Tim Scott, cũng như là cái bài diễn văn của con trai lớn của ông là ông Donald Trump Jr. đó, thì nó có một chủ đề như vậy nè, rằng là cộng đồng người Mỹ da đen không nên bị đảng Dân Chủ lừa nữa, mà nên thấy rõ rằng là Tổng thống Donald Trump cũng quan tâm đến cộng đồng da đen tương tự như là ông Joe Biden, chứ không phải
là chỉ có Đảng Dân Chủ mới độc quyền với cộng đồng người da đen. Chúng tôi đưa ra những ví dụ như sau. Cái bài diễn văn hay cái sự xuất hiện của cái ông dân biểu ở tại Georgia đó, mình thuộc Đảng Dân Chủ đó, nó có hai câu trả lời. Vernon Jones. Và cái câu trả lời thứ nhất đó là cái chuyện xé rào. Tại vì bên Đảng Dân Chủ tuần trước, chúng tôi thấy rằng là ít nhất cũng đã có đến 5-6 nhân vật bên Đảng Cộng Hòa đứng lên để mà ủng hộ cho ông Biden. Họ đã xé rào, họ từ Cộng Hòa mà họ nghĩa qua họ ủng hộ Dân Chủ. Cho nên là trong đêm hôm qua, bên Cộng Hòa cũng phải kiếm ra ít nhất một người bên Đảng Dân Chủ để mà đứng lên ủng hộ Trump để cho nó tương xứng như vậy. Thì cái đó là một lý do tại sao mà ông đã xuất hiện. Lý do thứ hai rằng là ông là người gốc da đen, và ông muốn đưa ra một thông điệp rằng là không phải người da đen nào cũng ủng hộ cho ông Biden hay là bên Đảng Dân Chủ, cũng có một số người Mỹ gốc da đen hay là một số người Mỹ da đen ủng hộ cho ông Trump. Và nếu mà anh nhìn thấy hay là anh nghe về cái bài diễn văn bắt đầu của bà Nikki Haley đó, thì họ bắt đầu họ công kích vô trong cái phong trào Black Lives Matter như sau. Bà nói rằng là tính mạng của người da đen rất là quan trọng, nhưng tính mạng của những cảnh sát da đen mà bị bắn hạ bởi những băng đảng ở tại những đường phố trong những đô thị lớn của nước Mỹ đó, nó cũng quan trọng. Cái đó đúng. Và nói luôn là tính mạng của những giới trẻ da đen bị các băng đảng bắn hạ ở tại những khu vực đô thị lớn do các thị trưởng Đảng Dân Chủ kiểm soát cũng quan trọng. Tài sản, nhà cửa của những gia đình, những chủ doanh nghiệp da đen bị đốt phá, cướp bóc trong những cái cuộc mà gọi là bạo loạn trước đây đó, trong cái phong trào biểu tình đó, cũng quan trọng. Ba cái ví dụ đó cho cộng đồng người da đen thấy rằng là đúng ha, đúng thật sự là tính mạng của người da đen quan trọng, nhưng mà không lẽ những tính mạng của những cảnh sát da đen thì sao? Những trẻ em da đen. Tài sản của những chủ doanh nghiệp da đen, nhà cửa của những gia đình da đen, những giới trẻ trong cộng đồng da đen có quan trọng hay không? Bà nói câu đó ra là để cho cộng đồng người da đen thấy rõ rằng là chúng ta cũng nên suy xét lại rằng là có thật sự là Black Lives Matter quan trọng không, hay là chỉ có những cái Black Lives Matter của cái khối mà gọi là đi biểu tình, cái khối mà cấp tiến đó, cái khối thiên tả nó mới quan trọng hay không. Thì khi mà chúng tôi xem và nghe xong cái bài diễn văn của bà Nikki Haley, chúng tôi mới ngộ ra cái chiến lược của đêm hôm qua là như thế nào. Sau đó thì chúng tôi thấy rằng là ông Donald Trump Jr. cũng như là ông Tracy Sim Scott mới coi như là đôn vô nữa để có một cái tổng kết luận, kết lại cái nội dung trong chương trình ngày hôm qua. Không biết anh Dũng có muốn bổ sung thêm gì về cái bài diễn văn của bà Nikki Haley không? Thật sự mà nói đó, cái bài diễn văn của bà Nikki Haley nó tạo cho người ta một cái sự tin tưởng, một cái sự an bình với một cái sức thuyết phục của một diễn giả nói ra những cái điều căn bản. Nhưng có lẽ ít người để ý, hoặc là có để ý nhưng họ bỏ qua, là với những cái điều mà ông Tyler Diệp vừa phân tích. Thì qua cái bài diễn văn của bà, tôi cảm thấy là tôi bị thu phục hoàn toàn đối với các lý luận mà bà đưa ra, điềm đạm và những cái lý lẽ rất là chắc nịch, và nó chứng tỏ một con người có đầy đủ kinh nghiệm. Là vì dù sao thì chăng nữa thì bà cũng là một đại diện của Hoa Kỳ tại Liên Hiệp Quốc, một nơi mà đầu sóng ngọn gió của tại Hoa Kỳ, đứng trước với các cái đối thủ khác, chẳng hạn như trong Liên Hiệp Quốc, những cái trong những người chẳng hạn như là tại Nga, tại Trung Quốc, thì bà phải đối phó như thế nào mỗi ngày đó. Cho nên cái cách trình bày của bà nó thu hút vô cùng, mà nó làm cho người ta cảm thấy an tâm nữa và tin tưởng vào những điều mà bà nói. Thì đó là cái mà tôi nghĩ là trong tối ngày hôm qua, thì đó là một trong những bài diễn văn thành công nhất trong cái đêm khai mạc. Để tại so sánh cái điều này đó, thì tôi có theo dõi, thì tôi thấy những cái bài diễn văn mà làm cho tôi thấy nó cũng là những cái lý luận sắc bén, nhưng mà nó có thể làm cho tôi sợ cảm giác là tôi không có muốn nhìn thấy các cái diễn giả giống như vậy trình bày. Đó là một gương mặt phụ nữ khác ở trong cái chương trình tối hôm qua. Thì cái nhân vật đó là chắc ông Tyler cũng để ý, đó là người bạn gái của Donald Trump Jr., bà Guilfoyle. Bà đã có những cái
cái phát biểu mà tôi thấy là sau cái chương trình đại hội tối ngày hôm qua đó, thì lập tức cái lời phát biểu của bà đã được lên các trang mạng xã hội, người ta bàn tán một cách rất là dữ dội, và nhiều người cũng có lẽ là cũng đồng một cái cảm nhận giống như tôi đó, là bà này bắt tạo cho người ta một cái không khí nó hung hăng và nó không được thuyết phục lắm, giống như cái cách mà bài diễn văn của bà Nikki Haley đã mang lại cho chúng ta. Vâng, thưa anh, có một số diễn giả đó, họ nói để cho có nói, hay là họ nói để mà làm cho cái thành phần nồng cốt của đảng của họ nó cảm thấy là mình cần phải hăng máu hơn, mình cần phải sung hơn, nhưng mà nó không có tính thuyết phục đối với cái số lượng gọi là 10% cử tri đang còn lưỡng lự là họ nên bỏ phiếu cho ai. Cái bài diễn văn của bà Nikki Haley cũng như là cái bài diễn văn của ông thượng nghị sĩ Tim Scott mới nhắm vào cái khối mà cử tri còn đang lưỡng lự. Còn những cái bài diễn văn theo cái cách của bà Guilfoyle, là bạn gái, là bồ của ông Donald Trump Jr. đó, thì để nói ra để cho những người nào mà đã có một cái định kiến thiên về ông Trump rồi nghe cho nó khoái, cho nó đã lỗ tai thôi, chứ nó không phải là một cái bài diễn văn để mà thuyết phục những người nào mà còn đang chần chừ, đang phân vân là không biết chọn ai. Và cho nên vì như vậy đó, trong phần đầu chúng tôi cũng không nhắc đến bà này cũng như là những diễn giả khác, tại vì những chuyện họ nói là họ nói để cho cái phe họ nghe, chứ không phải là họ nói để mà họ thuyết phục người ta. Và thưa anh, trong cái nội dung của tối hôm qua đó, và nếu mà anh xem lại thì anh thấy rằng là cái nội dung của họ đưa ra không phải là để cho người dân chấm điểm ông Donald Trump, mà họ đưa ra hai cái thế giới khác nhau nếu mà cử tri chọn lựa đưa nước Mỹ đi tới một cái thực tại nào. Bên Đảng Cộng hòa tối hôm qua đó, họ vẽ ra một cái tương lai rất là đen tối, một cái tương lai do thành phần cấp tiến, thành phần xã hội chủ nghĩa mà chúng ta gọi là the radical left, họ nói rằng là nếu mà ông Biden đắc cử thì ông Biden sẽ là một cái người gọi là phụ thuộc theo cái giới cấp tiến, cái giới thiên tả, và sẽ đưa cái xã hội này vô thành cái xã hội chủ nghĩa, chứ nó không phải là một cái xã hội mà tôn trọng cái vấn đề gọi là tự do cá nhân, một cái xã hội mà kinh tế thị trường nữa. Thì như là chúng tôi đã nói vào sáng ngày thứ hai đó, bên Đảng Cộng hòa không muốn cho cử tri có một cái sự chọn lựa về vấn đề chấm điểm ông Trump, và trong 4 năm qua ông làm tốt hay xấu, mà họ muốn cho cử tri phải chọn là giữa ông Biden và ông Trump, ai là cái người mà có thể tạo ra một cái xã hội Mỹ mà họ muốn sinh sống ở tại đó hơn. Rằng là, và một cái tiêu đề hôm qua nữa, quý vị thấy ngoài cái chuyện mà là họ muốn làm rạn nứt đi cái khối mà ủng hộ cử tri của ông Biden đó, cũng nhấn mạnh cái vấn đề là luật pháp và trật tự, law and order, khi mà họ nhiều lần nhắc đến cái việc rằng là quý vị có muốn sống ở tại những cái thành phố mất trật tự, mất an ninh, gọi điện thoại 911 mà cảnh sát không trả lời không? Tại vì nếu mà để cho đảng Dân Chủ nắm quyền đó, thì các sở cảnh sát địa phương đã bị giải tán, hay là bị cắt ngân sách đến mà tức lúc mà không còn cảnh sát để mà tiếp những cái cú gọi 911 nữa. Và họ lặp đi lặp lại cái chuyện này rất là nhiều lần, để họ biết rằng là đây là cái điểm mạnh của ông Trump. Ngoài cái mặt về vấn đề kinh tế, họ biết rằng là cái vấn đề an ninh trật tự ở tại xã hội là cái điểm mạnh của ông Trump, và họ dùng những diễn giả gốc da màu, ví dụ như là bà Nikki Haley cũng như là ông Tim Scott, để mà làm cái người chuyển tải những cái thông điệp này đến với cái khối cử tri đang còn lưỡng lự. Chúng tôi thấy rằng là cái nội dung law and order, cái nội dung là Black Lives Matter, nhưng mà thực sự là all Black Lives Matter, chứ không phải là chỉ có một nhóm nào đó life mà của những biểu tình, mấy người biểu tình matter đâu. Thì thưa quý vị, rất là hay về trong cái chuyện rằng là đối với đảng Dân Chủ đó, bên Cộng hòa lập luận rằng là đi biểu tình thì được, nhưng mà đi nhà thờ thì không được.
họ đưa ra những cái ví dụ như là tại cái bang California đi, rằng là cả ngàn người, mấy trăm người tụ lại với nhau, đứng bên nhau, đứng kế bên nhau, nhiều khi không đeo khẩu trang nữa, đi biểu tình thì chính quyền không có vấn đề. Nhưng mà đi vô nhà thờ, tham dự những cái buổi thánh lễ thì là có vấn đề. để cho quý vị thấy được rằng là đây là những cái điểm mạnh, và họ biết rằng là đây là những cái thế kẹt của ông Biden. Tại vì ông Biden đó, ông đang cố gắng gìn giữ một cái coalition, là một cái nhóm người, một cái khối cử tri trong đảng Dân Chủ mà đã có nhiều thành phần khác nhau, trung dung có, cấp tiến có, mà hoàn toàn là thiên tả cũng có nữa, thì khó có thể nào mình dung hòa được những cái nhóm này. Và bên ông Trump đang khai thác cái điểm đó thôi. Những cái điểm mà ông Tyler Diệp vừa đưa ra chúng tôi cũng đã thấy xuất hiện trong cái bài diễn văn của ông con trai Donald Trump Jr. đó. Ông cũng nhấn mạnh đến những cái đặc tính của cha ông, mà ông đưa ra những cái ưu điểm của Tổng thống Donald Trump trong cái bài diễn văn của mình. Trở lại một tí với bà Nikki Haley, thì tôi thấy trong cái bài diễn văn của mình, bà cũng nhắc đến cái xuất xứ của mình, gốc gác của cha mẹ là cũng là những người di dân đến từ Ấn Độ. Và qua cái điểm này thì chúng tôi lại có một cái phân tách, chúng tôi có một cái sự so sánh gương mặt của bà Nikki Haley, mà theo như dư luận đảng Cộng Hòa cho biết là bà có thể là một ứng cử viên tổng thống tiềm năng trong năm 2024 tới đây. Và họ đưa ra cái xuất xứ của bà này cũng có thể để mà so sánh với bà Kamala Harris, là ứng cử viên phó tổng thống hiện nay đứng chung liên danh với ông Joe Biden, thì nó cũng là một cái xuất xứ tương tự gần giống nhau. Cái cách trình bày rất là điềm tĩnh, và tôi đã nói hồi nãy đó, nó đã tạo cho tôi một cái sự an toàn vô cùng. Bên cạnh đó thì những cái lời phát biểu của ông Tim Scott, như là cái phần phân tích của ông Tyler nãy giờ đó, thì nó cũng tạo ra hai cái điểm nhấn mà chúng tôi nghĩ là hai điểm nhấn này nó rất quan trọng, và nó tạo ra cái sự thành công rất lớn cho cái buổi khai mạc Đại hội Đảng Cộng Hòa Toàn quốc tối ngày hôm qua. Nó tạo cho người ta có thể nhìn nhận những cái vấn đề, một số các cái vấn đề từ trước tới nay báo chí truyền thông hay đưa ra, nhưng qua những cái lời phát biểu này đó, chắc chắn nhiều người sẽ thay đổi cái ý kiến của mình và có những cái nhận định mới liên quan đến những cái hoạt động của Đảng Cộng Hòa một cách trung thực hơn. Thì hy vọng điều này cũng sẽ ảnh hưởng đến, và nó có thể mang lại cho chúng ta những cái thành quả trong những cái ngày đại hội sắp tới của Cộng Hòa. Tuy nhiên cái điều hồi nãy mà ông Tyler Diệp có đưa ra thì tôi thấy nó cũng hơi cần phải nói lại, nói đi phải nói lại. Chẳng hạn như cái việc là nói tại sao người biểu tình thì chấp nhận mà không chấp nhận đối với những người đi nhà thờ. Chúng ta không thể đưa hai cái nhóm này để vào so sánh trong một cái điều đó, tại vì là những nhóm người biểu tình là những người có thể gọi là cho đến bây giờ mà những người gây bạo loạn ở một số thành phố lớn, những người chúng ta không thể kiểm soát được, họ tự phát, và những người đó là những người vô kỷ luật. Trong khi thành phần đi nhà thờ là những thành phần người mà người ta nghĩ rằng có thể nghe phân tích một cách lý lẽ đàng hoàng hơn. Cho nên là khi mà nói là dịch bệnh nó có thể lan tràn bất cứ cái đám đông nào, nhưng cái đám đông mà vô kỷ luật không kiểm soát được đó là những người biểu tình. Và đám đông mà chúng ta có thể nghe được và những cái lý lẽ đó là những người đi nhà thờ. Cho nên chính quyền thì là quý vị đi nhà thờ, một cái điểm suy tôn tôn giáo là đúng, nhưng không nên đi, là vì nếu quý vị đi thì có thể lây lan. Trong khi đó mình đâu có thể dùng cái lý lẽ đó để mình nói với những người biểu tình được. Thành ra hai cái so sánh của cái lập luận của phía Cộng Hòa đó là cái điều mà tôi thấy cũng cần phải nói lại một tí. Có đúng không? Dạ không, nếu mà anh nhìn ra là anh thấy rằng là đi biểu tình dù là tự phát hay là có tổ chức đó, là được bảo vệ bởi tu chính án số 1 của Hoa Kỳ. Nhưng mà cái vấn đề mà là tự do tôn giáo cũng là nằm trong cái tu chính án đó, thì nhiều người sẽ cho rằng là nếu mà quý vị đã không có đưa cảnh sát ra viết giấy phạt những người biểu tình đó, thì tại sao quý vị lại đi viết giấy phạt cho những nhà thờ mà đang muốn tổ chức lại những cái buổi thánh lễ? Tại vì hai cái sinh hoạt đó là đều được hiến pháp Hoa Kỳ bảo vệ trong đệ nhất tu chính án về cái vấn đề mà là tự do ngôn luận và tự do tín ngưỡng tôn giáo. Thì chúng tôi thấy rằng là bên đảng Dân Chủ họ hơi bị lúng túng về cái mặt đó, là tại sao mà một bên được một bên không. Thì chúng tôi biết được là đối với cái chính khách của bên đảng Dân Chủ, họ đang bị cái kẹt của họ, và họ không biết giải thích làm sao mà để cho nó thuận cái vấn đề mà tình lý. Nhưng mà cái đó là cái chuyện của bên đảng Dân Chủ. Còn bên Cộng Hòa họ biết được là đây là cái chuyện mà đáng để mà khai thác, để mà cho những người bình thường đó họ thấy rằng là đâu là cái sự mâu thuẫn của những chính sách
của những thống đốc ở tại các bang như là California hay là Illinois hay là Michigan chưa? Vâng, chắc có lẽ là thời giờ của chúng ta cũng sắp hết rồi. Có điều gì muốn nói thêm, phân tích thêm liên quan đến cái bài diễn văn của ông Tim Scott nữa hay không? Khi ông đã nhấn mạnh đến cái thành phần xuất xứ của mình, là ông nói là gia đình ông từ những cái cánh đồng Bông Gòn bây giờ để trở thành một người có mặt ở trong Quốc hội Hoa Kỳ. Ông, mọi người đều biết ông là một người gốc da đen duy nhất ở trong Thượng viện Hoa Kỳ cho đến giờ phút này ở Đảng Cộng Hòa. Vâng, thưa anh, chỉ có hai điểm chót thôi. Điểm chót nhất là đêm hôm qua, Đảng Cộng Hòa dành rất nhiều thời giờ cho cộng đồng người Mỹ da đen. Tại vì họ biết rằng là cho dù đại đa số cử tri người Mỹ gốc da đen sẽ đi bỏ phiếu cho ông Biden, nhưng mà họ chỉ cần gỡ ra khoảng chừng 5-9% khối cử tri da đen nếu mà thành phần này mà họ ở nhà hay là họ bỏ phiếu cho ông Donald Trump thôi, đó là cái kết quả cũng sẽ tương tự như là năm 2016, khi mà bà Clinton chỉ cần thua ông Obama có 5-8% cái khối cử tri da đen mà không đi bỏ phiếu, đó là đủ để cho bà thua những thứ bản chiến lược rồi. Cái đó là một điểm kết chúng ta muốn nói. Điểm kết thứ hai rằng là quý vị thấy trong đêm hôm qua bên Đảng Cộng Hòa họ không có để nhiều đến cộng đồng gốc Latino. Chúng tôi đang muốn chờ xem về là đêm hôm nay và cũng như là hai đêm kế tiếp đó, họ sẽ giải quyết hay là họ sẽ có những cái thông điệp nào đối với cộng đồng gốc Latino không, hay là họ nghĩ rằng là cộng đồng này là cộng đồng mà chắc là họ cũng không có gỡ gạt được rồi và họ sẽ bỏ lơ luôn. Cái điểm thứ ba nữa là, thưa anh, để mà chú ý rằng là trong tương lai những cái bài diễn văn như vậy nó hay hay dở đó, nó cũng cho chúng ta được thấy rằng là những cái ngôi sao tương lai của Đảng Cộng Hòa, cái ngôi sao tương lai của Đảng Cộng Hòa thì hồi nãy anh Dũng đã nói là bạn Nikki Haley rồi, nhưng mà một cái người còn lại nữa rằng là đó là chính là ông Donald Trump Jr. Có thể là tác phong của ông này nói chuyện rất là hơi sung một chút xíu, nhưng Đảng Cộng Hòa hiện nay đó không phải một cái Đảng Cộng Hòa xưa nữa, và dòng tộc của ông Donald Trump được ví như là đã là hoàng thân quốc thích rồi. Thì trong tương lai không biết là con trai của ông Donald Trump có ra tranh cử hay không, và đối đầu với lại những người ngôi sao mới như là bà Nikki Haley như thế nào, hay là con gái của ông Donald Trump, ví dụ như là bà Ivanka Trump đó, sẽ giới thiệu bố của mình hay là cha của mình như thế nào vào đêm thứ năm. Thì chúng ta sẽ xem rằng là trong tương lai những cái nhân sự mà trung thành với ông Trump nhưng mà không phải là gia đình của ông sẽ được đối xử như thế nào. Thì đó là cũng là một cái mà chúng tôi đang rất là hiếu kỳ, tại vì là một trong những người theo dõi chính trị thường xuyên đó, tôi muốn xem cái diễn biến và cái tương lai của Đảng Cộng Hòa nó sẽ như thế nào trong những năm tới thôi. Nói tóm lại là qua cái chương trình khai mạc Đại hội Toàn quốc Đảng Cộng Hòa tối ngày hôm qua, nó đã để lại một số các cái dấu ấn quan trọng cho cử tri hai phía, và đặc biệt là đối với những người còn đang lưỡng lự chưa biết bỏ lá phiếu cho ai, thì nó đã tạo ra những cái điểm nhấn mà có thể xoay chuyển được ý kiến của những người này trong các cái lĩnh vực mà ông Taylor Diệp vừa đưa ra phân tích. Cảm ơn Taylor rất là nhiều với những cái phân tích vừa qua, và chúng tôi cũng sẽ tiếp tục những cái chương trình kéo dài cho đến sáng thứ sáu, thưa quý vị, qua những cái buổi đại hội tiếp theo ngày hôm nay, ngày mai, ngày mốt. Ngày hôm nay đó thì không biết là đã có danh sách của những diễn giả nào chưa thay lời gì? Dạ có anh, cái phòng máy đưa lên trên cái màn hình đó, những cái diễn giả chính trong đêm hôm nay. Thì xin mời anh Dũng đọc tên của những diễn giả đó, tại vì thay là không thấy được cái màn hình. Dạ vâng, chương trình nghị sự của Đảng Cộng Hòa tối ngày hôm nay sẽ gồm các diễn giả bao gồm đệ nhất phu nhân Melania Trump, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ ông Mike Pompeo, Thượng nghị sĩ Rand Paul, Thống đốc của tiểu bang Florida Janet Nunes. Đây có lẽ là một cái nhân vật mà có lẽ là tối hôm nay chúng ta cũng sẽ theo dõi, đại diện cho cộng đồng người Latino, phải không ạ? Bên cạnh đó thì chúng ta cũng thấy là có Bộ trưởng Tư pháp của Kentucky là ông Daniel Cameron, cựu Bộ trưởng Tư pháp và bà Pam Bondi. Rồi sẽ có con trai thứ của ông Donald Trump, đó là ông Eric Trump và Tiffany Trump cũng sẽ có mặt trong buổi tối ngày hôm nay. Vâng, thưa quý vị, và đó là những
diễn giả chính đó, là chúng ta sẽ chờ xem coi là họ nói chuyện như thế nào và cũng như là có những nhân vật nào ngạc nhiên sẽ xuất hiện trong đêm hôm nay của Đại hội Đảng Cộng Hòa bước vào đêm thứ hai. Cảm ơn ông Sai Lợi Diệp rất là nhiều. Chúng tôi cũng có lưu ý một cái chi tiết mà từ chiều hôm qua đến bây giờ báo chí cũng nhắc đó, là có vẻ cái bài diễn văn của Ngoại trưởng Hoa Kỳ ông Mike Pompeo sẽ là một cái bài diễn văn mà theo báo chí từ tối ngày hôm qua đến bây giờ cho thấy rằng nó cũng vượt ra ngoài khuôn khổ thường lệ từ trước tới nay, tức là một nhân viên nằm trong ngành ngoại giao của Hoa Kỳ không nên đưa ra những cái hoạt động chính trị cụ thể của mình cho dù là đứng ở dưới bất cứ đảng phái nào. Nhưng mà điều này là ông lại cái bài diễn văn được thâu hình trước ở tại Israel và bên cạnh đó lại là có tham gia vào cái chương trình vận động tranh cử của Tổng thống Donald Trump. Thì đây là cái điều mà theo như các dư luận từ tối tới giờ đó, nó là một cái điều đi trái với cái đạo đức chính trị ở đối với Hoa Kỳ. Thật ra ngày mai thì chúng tôi cũng hy vọng là chúng ta sẽ phân tích về những cái vấn đề này một cách cụ thể hơn sau cái bài diễn văn của ông. Xin vâng. Cảm ơn Tyler Diệp rất là nhiều và một lần nữa cảm ơn quý khán giả thân mến. Cầu mong là chúng ta sẽ có một ngày thật an lành và chúng tôi sẽ tiếp tục chương trình tường trình này vào sáng ngày mai. Nếu quý vị thích xem những chương trình này, xin nhấn vào nút subscribe để có được các thông tin và phóng sự mới nhất từ Việt Face TV.